Nha, đừng có nói gì về phương pháp nha. Vâng. Đó, mọi người theo dõi nha, cuối cùng xem thế nào. Đó, khi mà đánh thực tế ở trên thị trường, ví dụ như em đánh scalp thì em để sẵn ở đây được không? Nó có thể chạy xuống, tại vì chỗ này nó sẽ hơi to tí để phòng lớn lên. Như vừa rồi em nói là 18.5 đúng không? Rồi, em đặt sẵn đây. Mọi người theo dõi. Hay đúng như điểm mà em nói không? Thì khi mà đánh phải có kinh nghiệm thì mới biết là nó có mò lên đấy hay là không mò lên đấy. Chứ không thể nào anh em mình ra xong anh em mình phán rằng ở giá này hay giá kia. Em phán giá nào thì em sẽ vào trực tiếp giá đó. Đó. Rồi, theo dõi xem đến lúc mà nó xuống nha, có lời không nha. Đó.
phải có cái thời gian, có kinh nghiệm để anh em định vào đó. Điểm vào với tâm lý nữa. Thì đây có cái thì mắt mà trên đây nó vẫn không ấy, không, ở chỗ đấy là vâng, cái khác, chỗ ở này chỗ đấy ok là vẫn khác. vậy đó. Thì đây À, tất cả những ok. lệnh ở trên này anh em mình đánh đây, đây tất cả lệnh sáng nay đánh này, ăn hết không đó, từ hôm qua em ra đây đánh này, ăn hết này đó. Thì khi mà giao dịch ở trên thị trường thì phải có một thời gian để mà mình luyện tập, chứ không thể nào khơi khơi mà ra mà anh em mình đòi mà anh em mình đánh được đấy. Thì em chia sẻ cắt rồi đúng không, về đúng như điểm em nói chưa, nếu mà để là còn ăn được sâu xuống. Còn bản thân anh em mình ra ngoài mà không chịu tập thì em nói thật có phương pháp rời cũng không bao giờ kiếm được ra tiền. Ok chị ạ, em tắt cái live stream lại thành cái. Ô thế thế này à? Thế này không thể thể quay ấy vậy. Không, em đâu, đến lúc mà em nói chuyện cả anh em đâu có cho ra bên ngoài biết đâu. Có cái